Linh Anh? Anh, cái này gọi là có mú đó. Cá bóng mú đó, con mú á. Wow, to quá anh hả? Wow, con nên ăn 80 quá hả?
beautiful. Guys, remember we can't check our dates on a train. I told you, Rob, I told you that fit that one came off first. She was 35 when she got smoked.
con thấy không cá hồi vậy? Nó cao được cá hồi không? Ủa không có cao được cá hồi à? Ở đây này. Anh cao được hai con rồi luôn hả?